À, xin chào cả nhà nha. Tối nay Lan nấu phở dã chiến nha bà con. Không có xương nha, có thịt nạm thôi. Rồi đây hành lá, còn này quế sao hè với rau ngò rai, củ hành ngâm giấm, bánh phở khô. Rồi qua đây thì Lan tự làm bò viên nha, mà hồi nãy mình cũng không có tự tin nha nên không có quay cho bà con coi ăn được không. Mà nãy giờ Lan ăn thử thì nó dai, nó ngon lắm. Đó, còn cái cách làm sao thì nữa sau này Lan mới cái phim sau đi Lan nó chỉ. Bây giờ lỡ làm rồi nói cũng cũng bà con cũng không có thấy bằng, mà phải tự tay mình làm á. Còn này Lan nấu phở thì Lan nấu có cái này kêu bánh gì trời không biết nữa. Cái này không biết, nó không biết quên, không biết nhớ cái cục gì nữa, mà mình nấu chung với tay gì nha bà con, với quế khâu, củ hành mình nướng với củ gừng. Đó mình nhớ vậy đó, có quế khâu, tay vị với cái cục tròn tròn này. Kêu tên gì không nhớ nữa. Không nhớ thì không nhớ, không nhớ thôi. Còn bò giò viên thì Lan tự làm mà dễ lắm bà con ơi, để kịp sau đi vài tuần nữa Lan nấu ăn nữa Lan chỉ cho bà con làm sao nha. Lan hướng dẫn cho làm chứ không dám nói chỉ. Chia sẻ cái này quế khâu. Đó, mà Lan thấy ăn được ngon lắm. Rồi chút xíu nữa mời bà con lên nhà trên ăn với hai chồng mình nha. Xin chào cả nhà nha. Đó, tối nay mình làm món phở với bò giò viên nha, mà mình làm dã chiến không có nhiều rau cải, không có quế gì hết bà con ơi. Có cái gì ở nhà có chút xíu giá mà nó cũ mình trụng sơ đó, mình ăn đỡ thôi chứ không có đi chợ thường. Bây giờ mời bà con ăn với hai chồng mình nha. Còn trái sung thì nhiều lắm, có mới ra xòe bẻ được 10 trái nữa nè. Ngon không? Đúng bà con. Trái sung thì ngoài sao nhiều lắm. Hôm nay bẻ rồi cũng mấy chục trái rồi, cả trăm trái có rồi đó. Lần bẻ cả chục trái vậy đó. Thôi mời bà con ăn phở với hai chồng mình. Con này nhỏ của em. Cô bự của anh. Này. Trời ơi, dĩa sung ngon không? Củ hành ngâm giấm đó, quế nè, thử không? Hỏi vô đi. Rồi mời bà con ăn quế nha chồng mình nha. Cái này quế tây, nói cho mấy cọng quế tây nè, trồng quế tây. Ngò rai thì ở nhà mình trồng đang trồng nữa, được có hai chồng cọng quế tây à. Ngò rai nhé. À, có nước mắm nè. Kẹt ớt. Trời ơi, bao nhiêu ớt rồi, lấy ớt hả? Ớt thì kẹt con gà hả? À, đúng, ăn có đúng liệu mới chịu. Để Lan gắp ra một miếng củ hành ngâm giấm, cái đũa còn sạch. Trở lại đi. Bị gì vậy? Anh cứ làm thôi, tận hồi hai chồng già tự té. Ok. Em gấp củ hành bỏ ra đây đi. Trước để em thôi thọc vô đây nó hư cái da này. Rồi đẩy này lại. Rồi mời bà con ăn phở với hai chồng mình nha. Cái này giá mình, tại giá nó cũ quá mình phải trụng sơ chứ thường thường mình thích ăn giá sống hơn, ngon hơn bà con. Để củ hành ngâm giấm vô ngon lắm bà con. Ăn phở mà ăn với củ hành ngâm giấm. Mình thích nhất là về Việt Nam ăn phở cái dĩa mà rau người ta để cho mình nó trời ơi, dồn thấy thèm ngon quá trời. Cái gì anh? Dạ. Dạ hả? Biết sao không? Nó cũ rồi, em mới phải trụng sơ đó. Cho em không để giá. Để rồi. Hết rồi, hết rồi. Hết rồi. Hết rồi.
Để hết, tại giá trụng rồi không ăn hết nó cũng hư rồi. Công nhận gò gai nó thơm sao luôn anh, ngon rồi thôi. Ăn chút nó thật là ngon hả? Quế này ăn với đồ Tây ngon lắm. Ăn với spaghetti là cộng mì Ý rất ngon. Ngộ phở mà ăn không có mấy cái ngò gai mà ăn ngon. Hồi nãy giờ quên, hình như thiếu cái gì anh biết rồi. Không phải thiếu ớt. Quá hành thêm. Hành lá à? À của hành không giống không? Ok, đem bỏ thêm. Trở vào đũa. Ủa vậy hả, tắt mẹ đi. Trời ơi, nhớ mua khủng quá rồi. Rồi ăn vô. Ôi, ăn xuống. Cô ba em hơi lên lấy phở. Nói để mình đi giao phở, đưa phở cho nó. Nó là ba mẹ cũng đi, để nó đi. Nó về nhà đi đồ. Mấy chị Việt Nam mình, ba chị nào đó, bà này đi lại chở bà kia, chở bà nọ, ba bà đi chở. Người ta đã chọc rồi, còn ba bà đi lại chở đi nhau đi nữa, nó phạt ba bà một lượt luôn. Coi má của bạn liền, má bạn liền ở đâu, ở trong bao mình mà. Ở đâu mình hả? Ừ, ở đi xếp tàu che mày ngồi ba người á. Giống như mẹ với con là bữa hổm mà đi bác sĩ đó, nếu chặn lại á mà ba mẹ con mình chung địa chỉ thì không sao, chung địa chỉ mà nói mình đi bác sĩ thì không sao, hiểu không? Ba mẹ con mình mà khác địa chỉ á là nó hiểu chưa? Hiểu đó. Bây giờ lý em nói là cái gì đó đó, đi chung với hai vị kia ba người mà tính đi chợ, đi chợ vậy thôi chứ không phải đi chơi nha, đi chợ đó mà còn bị phạt đó. Ba địa chỉ khác. Nói gì nha, cáo hả? Chắc như vậy. Ba không hỏi gì đi cũng đúng rồi. Ừ. Ở ngoài vé này, mua vé này chẳng ngoài ra có mấy người bệnh ở đó Diệu Hiền. Có hai ba đứa nít bệnh đó. Tôi nói với mẹ ngoài ra quá. Chỗ mà nó cách ly đó bây giờ. Có ai nói mình nít không có bệnh đâu. Lòi ra mấy đứa rồi đó. Trên 9 tuổi rồi bị đó. Gì? Mẹ nghỉ dưới bị nữa đó, em nói à, nói bà Lâm Kỳ vậy đó. Từ đẻ ra đấy chết em đấy, lớn tuổi mà ai cũng bệnh này cũng được hết trơn mà, em nói vậy. Nó nói lộn gì đó. Thì mấy ông bác sĩ cũng nói theo. Trời ơi. Ai cũng nói gì hết bởi vì mà dám lắm nữa. Tụi Út này mấy đứa nít nó còn gan, nó còn đi bà Lâm Kỳ ngoài hoài trời, đi chơi đi này kia không sợ gì hết á. Mời bà con uống coca bà con ơi. Ăn luôn con. Ngày qua đi bác sĩ chút xíu thôi mà tạt qua cái ngang cửa bác sĩ phát. Mua chè. Chè đậu trắng. Mời bà con ăn chè đậu trắng với mình nha. Chè đậu trắng này có cô Trang ở trên giáo hội á, ta nấu ngon với bác Ba Lẩm á, Diệu Hiền. Ông bác Ba Lẩm nó nấu cũng ngon, cái này nấu hơi đậu ít quá, bột nhiều. Thường thường cái này phải đậu nhiều, ông ba với dì Trang làm ngon. Ở trên giáo hội Phật giáo Hòa Hảo vậy chứ có nhiều người nấu đồ ăn ngon lắm bà con ơi. Tà hủ rồi chè sôi nước cái gì đó, có mấy gia đình làm ngon quá. Gỏi đồ làm cũng ngon nữa. Mấy bà mấy đồng đạo cũng làm ngon lắm, khéo.
rồi bánh gì, giò cháo quẩy, bánh tiêu, cái gì cũng ngon lắm. Ở Úc này nhiều người khéo lắm, nấu đồ ăn ngon dữ lắm, giỏi lắm. Bánh bò được ta làm nó ngon. Mời bà con ăn chè nè, chè đậu trắng. Bây giờ bắt đầu nó nói tiếng Anh với con nó xong rồi. Nữa tới đợi con nó mới chắc hết biết tiếng Việt rồi con ơi. Không tàn nhà hết. Mình rồi đó mình nói tiếng Việt với tụi nó xong, bây giờ tụi nó nói tiếng Anh với con nó xong rồi, nó thêm một đời nữa hả? Chắc hết biết tiếng Việt rồi. Thôi tới đây Lan xin kết thúc rồi, bà con có thích thì cho hai chồng mình xin một like ủng hộ tụi mình nha. Thành thật cảm ơn nhiều. Xin chào cả nhà. Bye bye bà con. Bye bye. Bye bye. Mày bệnh quái bà chỉa nữa. Bye bye.